chào quý vị đến với phần 2 trong chương trình hôm nay. Bích Phượng xin gửi đến quý vị tin y học, những điều cần biết về khổ qua với bác sĩ Trần Văn Sáng. Xin kính chào các quý thính giả của Đại ở một nơi. À, tôi rất hân hạnh được trở lại trong cái chương trình ngày hôm nay à, với cái đề tài gọi là tin tức mới về rau quả có vị đắng. Thì cái chữ của tiếng Mỹ là Peter is better. Đó là cái đề tài mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay Thì rau quả có vị đắng có nghĩa là gì? Cái chất đắng, thực phẩm hay là thuốc Đó là câu hỏi chúng ta sẽ cố gắng trả lời ngày hôm nay Thì từ xa xưa thì tổ y học Hippocrates Đã cho chúng ta biết là thực phẩm là thuốc Và thuốc là thực phẩm Và ông bà mình cũng nói là thuốc đắng Thật sự nó giả tật Đúng như vậy Và tất cả những cái thuốc chúng ta uống đều có vị đắng hết Nhưng mà gần đây y học Tây Phương đã bắt đầu nghiên cứu trở lại những cái chất có vị đắng và họ đưa tới một quan điểm mới gọi là bitter e bitter trong, những cái thực phẩm. Thì trong rau quả vị đắng chúng ta có rất nhiều trong thiên nhiên. Đó là cái đấng thử đế đã ban cho chúng ta rồi. Có rất nhiều loại và có ba loại được nghiên cứu nhiều nhất hiện nay tại vì được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Đó là khổ qua bitter melon, cái thứ gì cà phê và số ba là cacao hoặc là cocoa. Thì chúng ta chỉ có đủ thời gian để nói cái chuyện ngày hôm nay về trái khổ qua mà thôi Và cái tên đi học của nó là Momordica Karantia. Chúng ta còn có thể gọi là bitter melon, bitter apple, bitter gourd Nếu quý vị vào trong Google chỉ đánh thì sẽ thấy những hình ảnh của nó Nhưng mà nó được định nghĩa là nó là một loại lao quả, rau quả Tại sao? Rau và quả Chúng ta muốn gọi nó rau cũng được, gọi nó quả cũng được, nó là vegetable fruit Và xuất phát từ Ấn Độ và truyền sang Á Châu bởi vì chúng ta thấy có nhiều tên khác nhau ở Ấn Độ thì có tên là Karela, qua Chinese cho qua cái Trung Quốc thì gọi là qua và ở Korea thì gọi là Jeju và Japanese là Nigori và Mara là Thai người Việt Nam chúng ta gọi là khổ qua tôi không hiểu nhưng mà ông bà mình tới ngày Tết thì người ta uh, cho ăn khổ qua để hy vọng cái khổ nó quà đi nhưng mà ở đây chúng ta là khổ qua thôi chứ theo cái dựa của tiếng Trung Quốc và chữ là mướp đắng có qua thực sự nó có hai loại chính quý vị sẽ thấy nó xuất phát từ trung hoa và xuất phát từ ấn độ nhưng mà nguồn gốc nó từ ấn độ chuyển sang trung hoa nhưng mà cái khi nó di chuyển về nó thay đổi ấn độ thì nó xù xì nó nhỏ rất là đắng nó là nguyên thủy qua trung hoa thì nó, nó đổi dạng nó nhạt hơn nó đẹp hơn và nó to hơn và ít đắng hơn vì chúng ta có thể ăn sống được còn cái loại ấn độ thì hơi khó nhưng chúng ta nhớ là cũng bà cho em mình nhớ là tất cả những cái gì chúng ta ăn thực sự đa số nó liên hệ tới cái thực phẩm chúng ta giống như là ổ qua nhồi thịt hay là ổi qua à, xào với trứng. Nhưng mà vị như trí chớ ý cái hình màu vàng đó cái hạt đỏ là nó hạt độc với chúng ta nên tránh. Không bao giờ ăn những cái cái loại mà ổ qua như thế này nên ăn lúc xanh. Câu hỏi đặt ra chúng ta cái thành phần dinh dưỡng của ổ qua là như vậy chúng ta cần phải biết tại vì chúng ta sử dụng và ăn nó thường xuyên. Về những cái nghiên cứu của Hoa Kỳ cho thấy thành phần dinh dưỡng của nó trong 100 gram thì gồm có rất ít đường carbohydrate, rất ít chất béo, có ít protein nhưng mà đa số là vitamin, vitamin C, vitamin à, B9, B folate, có nhiều chất kẽm và potassium. Chính vì vậy trong cái học cổ truyền chúng ta thấy nhưng mà nó rất phức tạp thì y học của truyền chúng ta nói là khổ qua nó chữa rất quá nhiều bệnh đi nào là dạ dày nào chữa thiếu đường chống mối ho chống ký sinh trùng như dân rất là khó bởi vậy cái câu hỏi chúng ta là phải tìm xem thực sự cái giá trị y học của khổ qua nó như thế nào và hiện nay tới cả những cái nghiên cứu cho tới 2015 của Hoa Kỳ chỉ cho thấy chất chính của nó là quarantine và số 2 là insulin like polypeptide. Nó có nhiều những chất khác mà tôi nghĩ mình không có thực sự cần nhớ. Chỉ cần nhớ nó có một cái chất gọi là insulin like polypeptide. Tại sao? Tại cái chất này nó hoạt động giống như chất insulin trong cơ thể, đó là cái chất tiết ra từ cái lá mía để giúp cho vấn đề tiểu đường. Thiếu cái chất này chúng ta sẽ bị tiểu đường. Đồng thời cái chất ổ qua nó cũng có chất giảm sự đề kháng insulin ở tế bào bảo vệ những cái tế bào alpha beta tùy tạng để mà giúp tiếp tục sản xuất ra insulin giảm sự phì đại của tế bào mỡ và giảm mỡ trong gan đó là cái đề chúng ta sẽ tóm tắt ngày hôm nay thứ nhất là nó sẽ tăng sự sản xuất insulin trong cái lá mía quý vị thấy phía dưới giảm mỡ trong gan và đồng thời cũng giảm cái mức độ tích trữ hay là phóng tiết cái chất đường ở từ trong gan mà ra đó đó là yếu tố hết sức quan trọng một khi nó giảm mỡ thì nó sẽ ảnh hưởng qua đường và đặc biệt trong tế bào mỡ thì tế bào mỡ không có phì đại được ở những người mà béo phì để mà tại vì khi cái tế bào mỡ nó béo phì nó sẽ ngăn cản insulin đi vào tạo ra một sự đề kháng chất insulin chính vì vậy ba yếu tố này sẽ giúp khổ qua nó có giá trị trong vấn đề tiêu à, tiểu đường vậy thì chúng ta kết luận gì dự tính của qua là nó có khả năng làm giảm đường trong máu đó một điều không thể chối cãi được tuy nhiên về phía thực tế thì nó không đủ để sức để làm giảm cái mức độ đường trung bình hemoglobin A1C trong ba tháng khi dùng dưới cái dạng viên tại sao dạng viên tại vì chúng ta không có thể à, nghiên cứu bằng cái, cái dạng thường được mà phải sử dụng cái dạng viên capsule bởi vậy không có kết quả chính xác và không đủ giá trị khoa học để thay thế các những cái thuốc chữa đường hiện nay đang sử dụng qua là những hãng thuốc họ cảm thấy là nếu mà dù họ họ bỏ tiền ra khổ qua thì có thể nó không có thu lợi được nhiều họ không nghiên cứu thêm đó là nghiên cứu mà chúng ta thấy tại hoa kỳ và đặc biệt nếu mà so sánh những thuốc đường đang sử dụng thì cái giá trị nó không hơn cái thuốc mà một là một thuốc hiện nay rất rất phổ biến khắp nơi trên thế giới và cũng từ một loại thảo dược mà ra đó là Galella officinalis bởi vậy khổ qua chỉ có thể được dùng như một dược thảo phụ thêm trong vấn đề kiêng ăn mà thôi gọi là nutrient supplement và chưa rõ cái hàm lượng nào khi nào chúng ta ăn bao nhiêu là đủ bao nhiêu trái là đủ mỗi ngày phải ăn như thế nào thì vẫn chưa có chính xác nhưng chú ý tất cả những cái gì chúng ta sử dụng có những cái tiền thảo phải chú ý cái phản phụ có thể tiêu chảy có thể đau bụng có thể làm hạ đường trong máu nếu chúng ta không ăn đủ và đặc biệt cẩn thận khi có thai và có thể gây sảy thai hoặc là chảy máu hoặc là khi đang sử dụng tiểu đường quý vị khi ăn nhiều quả qua thì vị phải chú ý tại cái đường nó có thể xuống nhiều hơn đặc biệt không bao giờ đụng tới cái hạt đỏ của khổ qua không có ăn nó và không đụng nó tại vì nó có chất độc trong đó vì trong thiên nhiên tất cả những cái hạt rơi xuống đất thì không có con côn trùng có thể ăn được để ăn vào nó sẽ bị thiệt hại cơ thể của nó chính vì vậy mà cái khổ qua nó có thể tồn tại được từ thế hệ nó có thể kia từ ấn độ qua trung quốc và đặc biệt cái chất đắng toxic tetracyclic nó có thể gây ra những phản phụ nếu dùng nhiều, đặc biệt khi sử dụng cái nước tinh chất khổ qua gọi là bitter melon juice. Tại sao? Đó là những cái tin tức từ cái nghiên cứu trưởng độ cho thấy là có một số người đã bị à, à, phản ứng rất là nặng và có thể đưa tới tình trạng bị mất nước. Cái điều kết luận chúng ta là gì? Cho tới giờ phút này, theo sự hiểu biết của tôi và có thể thay đổi trong tương lai. Nhưng khổ qua loại rau quả có giá trị gì dinh dưỡng và dược tính? Tuy nhiên dân chưa sử dụng như theo quan điểm Tây Y và chỉ sử dụng như một loại dược thảo phụ trội mà thôi. Hàm lượng xác định chưa có rõ và cần chú ý phản phụ, tránh dùng nhiều. Tốt nhất chúng ta khỏi quan điểm nó như là một thực phẩm mà thôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn lại vào mỗi thứ sáu đầu tháng. Quý vị có thể xem lại một cách vào YouTube và đánh chữ bản tin học, quý có thể tìm thấy những cái gì chúng tôi đã trình bày hôm nay và những cái lần trước. À, xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập, xin email về Washington DC at sbtn.tv bích phượng kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an hạnh phúc bên người thân và gia đình